Chỉ có người tốt phúc dày mệnh lớn mới có 4 dấu hiệu này. May mắn lắm mới sở hữu. Trí tuệ cổ nhân xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, hàng ngày, chúng ta phải đối diện và giao tiếp với rất nhiều người. Mỗi người đều mang tính cách riêng biệt. Đôi khi, dù đã quen biết từ lâu, nhưng ta vẫn chưa thể hiểu rõ người đối diện thực sự là con người như thế nào. Có những người từ lần gặp đầu tiên, ta đã cảm nhận được bên trong họ. Nhưng cũng có những người, thậm chí đã chơi chung với ta suốt nhiều năm mà bí mật về con người thật sự của họ vẫn còn nằm sâu trong bóng tối. Họ có khả năng che giấu hoặc giữ lại một phần nào đó của bản thân mình một cách kín đáo, khiến cho chúng ta không thể hiểu hết được. Tuy vậy, qua thời gian, bằng việc dành thêm chút thời gian để nghe, quan sát và suy nghĩ qua từng lời nói, hành động và biểu hiện của một người, chúng ta hoàn toàn có thể biết được tâm tính của người đó. Và thông qua hàng ngàn năm đúc kết và chiêm nghiệm, cổ nhân dạy rằng chỉ có người tốt phúc dày mệnh lớn mới có 4 dấu hiệu dưới đây, may mắn lắm mới sở hữu. 1. Người tốt không lợi dụng người khác. Có người từng phàn nàn trên mạng, cô ấy đi phong bao 6.000 nhân dân tệ cho đám cưới của bản thân. Nhưng khi cô kết hôn, bạn thân của cô chỉ đi lại 600 nhân dân tệ. Cô hỏi cư dân mạng, cô có nên tiếp tục kết bạn với người bạn này hay không? Điều này còn phải hỏi sao? Ngay cả người thân thì việc tiền nong cũng cần rõ ràng sòng phẳng, chứ đừng nói đến bạn bè. Lễ nghĩa và không lợi dụng người khác là nền tảng giáo dục cơ bản của con người. Theo truyền thống của người phương Đông, dù đám cưới hay đám tang thì cũng phải có sổ sách để ghi lại những món quà của người thân, bạn bè. Khi ai đó gặp khó khăn hay lễ hiếu hỉ, họ sẽ căn cứ vào tài khoản cũ để đưa cho đối phương một phong bao dày hơn. Vào thời Xuân Thu, Dương Hổ muốn đến thăm Khổng Tử. Khổng Tử không có nhà liền cho gia đình Khổng Tử một con lợn quay. Khi Khổng Tử biết được, ông đã nhanh chóng đáp trả lại. Không lợi dụng là giáo dục, lễ phép là tu tập. Người tốt không lợi dụng người khác và sống cuộc sống trong sáng, nhẹ nhàng, tự do. 2. Những người tốt có thể biết ơn và đền đáp lòng tốt. Người có thể lấy ơn báo ơn là người sống có đạo đức. Có câu chuyện nổi tiếng về lòng biết ơn như sau. Khi Hồ Đích còn nhỏ, mẹ anh đã tìm cho anh một người vợ tên là Giang Đồng Tú. Cô là người gốc Hán có đôi chân bị bó nhỏ bà tấc. Sau này, Hồ Đích đi du học 10 năm. Giang Đồng Tú ở lại quê nhà chăm sóc mẹ già của anh suốt 10 năm đó. Sau khi trở về Trung Quốc, Hồ Đích khi này đã là một chàng trai trẻ có tiền đồ. Anh kiên quyết bước vào một cuộc hôn nhân với một phụ nữ già hơn mình và có đôi chân nhỏ. Điều này đã trở thành trò cười ở đất nước Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng nữ nhà văn đương thời Trương Ái Linh cho biết, họ là ví dụ hiếm hoi về một cuộc hôn nhân tình nghĩa kiểu truyền thống. Hồ Đích đẹp trai tài giỏi như vậy nhưng lại ở bên cô vợ già cả đời. Anh cũng không nạp thêm thê thiếp. Tất cả điều này là do Hồ Đích là người biết ơn và báo đáp nó. Việc cưới Giang Đồng Tú trung trinh hiếu thuận, một mặt là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, mặt khác là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng cha mẹ của người vợ suốt 10 năm anh xa nhà. Mọi tương tác giữa con người đều mang tính tương hỗ. Chỉ khi một người có tấm lòng biết ơn thì người khác mới dám kết giao với anh ta. Người biết ơn không thiệt thòi, thứ họ có được là sự tin tưởng. Bởi vì khi kết thân với một người biết ơn, người ta không cần lo lắng một ngày nào đó người này vong ân bội nghĩa. Chỉ khi một người biết ơn thì mới được coi là người tốt. Và cũng chỉ có ghi nhớ lòng tốt và tìm cách báo đáp trọn vẹn thì con đường về sau của một người mới có thể tốt đẹp hơn. 3. Những người tốt biết đặt mình vào vị trí của người khác. Có một cặp vợ chồng, người chồng thích ăn sầu riêng nhưng người vợ lại thấy loại quả này nặng mùi. Với cô ăn sầu riêng là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi lần đi chợ hoa quả, cô đều mua sầu riêng. Còn chồng của cô sau khi nhận được sầu riêng thì mang nó ra bãi cỏ xa nhà ngồi ăn. Sau đó, anh không quên nhai 2 miếng kẹo cao su để tránh mang mùi hôi về nhà. Và sau hàng chục năm, cả hai vẫn bình yên sống bên nhau. Đây chính là biểu hiện thường thấy trong cuộc sống của những người tốt. Những người tốt không coi bản thân là trung tâm vũ trụ. Họ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác. Họ cũng không dễ dàng phủ nhận hay chỉ trích người khác một cách tùy tiện. Họ có khả năng suy nghĩ theo quan điểm của người khác và như vậy họ dễ dàng khoan dung và bao dung hơn cho đối phương. Được kết giao và sống gần người tốt, cuộc sống của bạn sẽ rất thoải mái và dễ chịu. 4. Người tốt biết bao dung người khác.
Hàn Kỳ là một vị tướng nổi tiếng thời Bắc Tống. Và một buổi tối nọ đang đọc sách, người lính cầm đèn hầu bên cạnh vì có chút mất tập trung nên đã khiến ngọn lửa đốt cháy tóc mai của ông. Ngay lúc đó, ông vội thổi tắt ngọn lửa, tiếp tục đọc sách mà không quay đầu lại. Lát sau, ông mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Quay lại nhìn thì thấy người lính cầm đèn đã bị thay thế. Hàn Kỳ hỏi, người cầm đèn đâu? Thì kẻ dưới nói là do anh ta đốt Thái Dương tướng quân nên bị bắt đi rồi. Hàn Kỳ vội lệnh cho anh ta quay lại. Ông biết rằng, nếu người lính này bị điều đi, chắc chắn anh ta sẽ bị trừng phạt. Hàn Kỳ không muốn vì một sai sót nhỏ mà hủy hoại cuộc đời của một người nên đã gọi quay lại. Khi binh lính nghe được câu chuyện tướng quân bao dung với lỗi của cấp dưới, họ đều ngưỡng mộ tướng quân của mình, khiến tinh thần toàn quân tăng lên rất nhiều. Một người có thông minh hay không, nhưng nếu họ biết bao dung cho người tương đương với việc họ có trí thông minh vượt trội. Người này dễ cảm thông cho người khác mà không vội chỉ trích hay làm người ta phải xấu hổ. Họ ít khi đi sâu vào tiểu tiết nhỏ lẻ, không đổ lỗi. Đây cũng là cách tốt nhất để tránh những hệ quả tiêu cực của lối ứng xử hách dịch. Tục ngữ có câu, trong cách ứng xử với người khác, thông minh không bằng tốt bụng. Trong cuộc sống, một người biết nghĩ đến người khác thì tự nhiên những người khác cũng nghĩ đến họ. Một người biết báo ơn thì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ. Người tốt biết bao dung thì rộng lượng, tính cách và nhân phẩm của họ cũng dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. Trong kinh dịch viết, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài vật. Tạm dịch, trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Một khi con người đã có một nền tảng kinh tế nhất định, muốn tiếp tục phát triển lên cao hơn thì phải dựa vào đức hạnh. Người không có đạo đức thì dù có nhiều tiền cũng sẽ bị hủy hoại. Đặc biệt là những người kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp. Điều này đồng nghĩa với việc thất bại ngay từ đầu. Đạo đức và sự giàu có chính là sự hợp nhất. Lấy cái cây làm ví dụ, đạo đức là gốc rễ và của cải là thân cây. Vào thời Khang Hy, có một người đàn ông tên là Tả Văn Thăng. Một ngày nọ, một quan địa phương đưa cho ông 20 quan tiền và giao cho ông việc bán lại hàng hóa. Sau khi bán được hàng, ông có thể nhận được 2 xu tiền lãi. May mắn thay, thời điểm đó, điều kiện thị trường nhanh chóng được cải thiện và Tả Văn Thăng kiếm được số tiền gấp nhiều lần so với kế hoạch ban đầu. Nhưng đến lúc thanh toán hóa đơn, ông nhất quyết chỉ lấy 2 xu tiền lãi và không lấy thêm. Từ đó về sau, tính chính trực của ông được nhiều người khen ngợi. Việc kinh doanh nào cũng thành công. Cũng có những người giàu có nhờ ông giúp đỡ việc bán hàng. Mạnh Tử nói, thành giả, thiên chi đạo giả, tư thành giả, nhân chi đạo giả, nghĩa là thành tín là đạo của trời. Dùng tư tưởng để làm việc, thành tín là đạo làm người. Nếu một người được coi là chính trực thì họ sẽ có nhiều bạn bè tốt. Từ đó mối quan hệ cũng được mở rộng. Họ cũng sẽ không phải lo việc làm ăn thất bại hay không tìm được việc làm. Ngoài sự chính trực thì việc giúp đỡ người khác, hỗ trợ người yếu thế, chăm sóc người già, xây dựng các kênh làm giàu, xây dựng nền tảng làm giàu, đều là những biểu hiện của việc hoàn thiện đạo đức. Đức hạnh chân chính là một loại kỷ luật tự giác trong cuộc sống. Nếu bạn kiên trì được thì con cháu bạn cũng có thể kiên trì được. Quý vị thân mến, Quỷ Cốc Tử, cuộc sống thất bại không phải vì năng lực mà do khả năng nói chuyện không tương xứng. Chúng ta sử dụng lời nói để giao tiếp với nhau. Nhưng có người nói chuyện có thể khiến đối phương vui vẻ. Có người nói chuyện lại khiến sắc mặt đối phương thay đổi, thậm chí tức giận. Vậy lý do tại sao? Nói chuyện cũng là một nét văn hóa vô cùng quan trọng. Nó cũng cần màu sắc nghệ thuật và ánh sáng kỹ thuật để trang trí. Một số thất bại trong cuộc sống không phải do năng lực mà do khả năng nói chuyện không tương xứng. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau xem nghệ thuật nói chuyện của Quỷ Cốc Tử để có thể nói chuyện một cách thông minh hơn. Trong thời cổ đại, người ta nói chuyện phải kỹ lưỡng, có tôn xưng quan trọng. Ngay cả bây giờ, ví dụ như ở Hàn Quốc và một số quốc gia khác, người ta khi nói chuyện cũng phải xưng hô theo thâm niên, kính trọng người lớn tuổi. Đây là một số cách sử dụng kính ngữ để nói chuyện và dùng những từ ngữ để diễn đạt, để chiếm được tình cảm của người khác. Đây chính là cả một nghệ thuật và văn hóa nói chuyện. Trong cuộc sống, luôn có một số người tâm không xấu, nhưng lời họ nói ra khiến người nghe tổn thương và rất tức giận. Nhưng cũng có một số người nói như rót mật làm cho người nghe cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Trước tiên, xin nói một chút về nghệ thuật nói chuyện của quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử nói rằng chúng ta nên nói chuyện với những người tương đồng, nếu không lời nói của chúng ta sẽ bị đối phương cảm thấy chán và ghét. Chính là khi nói chuyện, chúng ta phải nói chuyện với những người có cùng sở thích và cùng hứng thú. Như vậy, đối phương mới có thể hiểu được tâm ý, hiểu được ý tốt của chúng ta. Từ đó, mới có thể tiếp nhận ý tứ của nhau và mới có thể vui vẻ trao đổi cùng nhau. Nếu bạn nói chuyện với một nhóm người không có cùng sở thích và không có gì để nói, điều đó sẽ có kết quả ngược lại. Đây có thể coi là một phương pháp kỹ thuật nói. Đó chính là, trước tiên chúng ta phải tập trung vào đối tượng nói chuyện, có thể nói với người cùng sở thích, cũng có thể ít nói, thậm chí không nói với người có sở thích khác mình, để người khác không cảm thấy nhàm chán. Một nghệ thuật nói chuyện khác của quỷ cốc tử đó là, khi chúng ta nói chuyện với người khác mà không hiểu rõ tình hình, chúng ta liền nói những điều lung tung, vô nghĩa, không nói một cách chân thành. Như vậy làm sao chúng ta có thể nhận được sự đồng tình và tán thành của người khác? Vì vậy, điều quỷ cốc tử dạy chúng ta là chúng ta phải biết cách nói chuyện bằng sự chân thành trong lời nói, hiểu được hoàn cảnh của đối phương, sau đó cùng họ trao đổi. Như vậy mới có thể cùng đối phương giao tâm. Đây không chỉ là nghệ thuật ăn nói mà còn là đạo lý làm người. Chỉ khi bạn đối xử tốt với người khác thì bạn mới nhận được sự khẳng định và đánh giá tương xứng. Quỷ cốc tử cũng đề cập rằng khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, khi cuộc sống xuống dốc, chúng ta cũng cần giỏi sử dụng ngôn ngữ để giúp mình thoát khỏi tình trạng khó khăn và đạt đến một tầm cao khác trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn nên sử dụng ma thuật ngôn ngữ để có được sự giúp đỡ của người khác, để cho phép mình có thể được nâng lên một tầm cao mới. Ở trên, đã giới thiệu 3 nghệ thuật ngôn ngữ của quỷ cốc tử. Tất nhiên, nghệ thuật ngôn ngữ cần phải không ngừng học hỏi. Chúng ta học hỏi trí tuệ, nhưng cũng cần không ngừng học hỏi và tiến bộ trong thực tiễn cuộc sống. Học cách nói chuyện và nói những lời khôn ngoan. Chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ của trí tuệ để vun đắp tình cảm với mọi người. Chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp để truyền đạt nhu cầu với mọi người. Nghệ thuật nói chuyện của quỷ cốc tử dạy chúng ta kỹ năng nói và một số nét đẹp nghệ thuật, giúp thêm màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ cho sự giao tiếp giữa con người với nhau. Cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài, đầy thăng trầm. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, mỗi người thường cần một chút động viên, cảm hứng để vững bước tiến về phía trước. 6 câu nói dưới đây có thể sẽ soi sáng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. 1. Trong cuộc sống không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Câu này muốn nói với chúng ta rằng dù trong cuộc sống có gặp bao nhiêu khó khăn, trở ngại thì chúng ta nhất định có thể vượt qua. Điều quan trọng là liệu chúng ta có thể suy nghĩ bình tĩnh và tìm ra giải pháp cho vấn đề hay không. Đôi khi, vấn đề không khó giải quyết, chỉ là chúng ta quá lo lắng và hoảng sợ khi nhìn ra bản chất thực sự của sự việc. Hãy học cách bình tĩnh và giải tỏa tâm trí. Bạn có thể sẽ thấy rằng những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua đó lại chỉ là một thử thách mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. 2. Nước đến tận cùng là thác đổ. Người đến đường cùng người hồi sinh. Cuộc đời giống như một dòng sông, có lúc thăng lúc trầm, khúc khuỷu. Khi dòng sông chảy đến cuối sẽ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Tương tự với cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy bị dồn vào chân tường, đó có thể là một điểm khởi đầu mới của cuộc đời. Trong những tình huống tuyệt vọng, chúng ta có thể thấy rằng mình có nhiều tiềm năng và khả năng hơn, và sự tái sinh thường đi kèm với những thay đổi đối với bản thân chúng ta. 3. Dù khó khăn, mệt mỏi đến đâu cũng đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Câu này là lời kêu gọi sự kiên trì. Đôi khi những khó khăn trong cuộc sống có thể khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức, nhưng chính trong những khó khăn đó chúng ta sẽ rèn luyện được phẩm chất kiên trì. Cho dù thất bại có lớn đến đâu, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ bản thân. Mỗi sự kiên trì là một sự tích lũy, và mọi nỗ lực là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, thành công thường ẩn giấu trong những thời khắc khó khăn nhất. 4. Ngoại trừ sự sống và cái chết, tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều điều trong cuộc sống thật tầm thường. Nhiều vấn đề tưởng chừng như nghiêm trọng thực ra chỉ là một phần ngắn ngủi của cuộc sống. So với cả cuộc đời, những thất bại và khó khăn mà chúng ta trải qua chỉ là một trải nghiệm ngắn ngủi. Hãy duy trì quan điểm và sự bình tĩnh trước các vấn đề trong cuộc sống. Bạn có thể giải quyết khó khăn tốt hơn và không gặp rắc rối vì những vấn đề tầm thường. 5.
mọi chuyện rồi sẽ qua và đều là sự sắp đặt tốt nhất. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Dù có gặp phải khó khăn gì thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi và thời gian cũng để lại những trải nghiệm và bài học đáng giá nhất cho mỗi người. Có thể chúng ta không hiểu tại sao cuộc đời lại sắp xếp một trải nghiệm như vậy, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, có thể chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những điều này là sự sắp xếp tốt nhất. 6. Mọi khó khăn trong cuộc sống đều là thử thách đối với mỗi người. Những khó khăn, thất bại trong cuộc sống không phải là sự trừng phạt mà là một bài kiểm tra. Bằng cách đối mặt với những tình huống khó khăn, chúng ta có thể trưởng thành, tiến bộ và trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi quá trình rèn luyện là một bài kiểm tra sức mạnh bên trong của chúng ta. Trong quá trình này, bạn có thể khám phá tiềm năng và giá trị của chính mình. Vì vậy, đừng ngại khó khăn, hãy chấp nhận thử thách và vượt qua thử thách của cuộc sống. Những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời có thể là thời điểm chúng ta cần đối mặt với niềm tin vững chắc và thái độ tích cực. 6 câu trên không chỉ phản ánh triết lý sống mà còn là niềm tin mà chúng ta nên có trong những hoàn cảnh khó khăn. Bằng cách hiểu và trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc đằng sau những lời nói này, bạn có thể tìm thấy động lực để tiến về phía trước trong thăng trầm của cuộc đời, thoát khỏi tình trạng khó khăn và chào đón một ngày mai huy hoàng hơn. Khi đối diện với những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, người có tư tưởng bi quan, hối hận thì tinh thần sẽ sa sút. Nhìn vấn đề sẽ luôn nhìn thấy mặt không tốt, nghĩ sự việc gì cũng nghĩ đến mặt không thành công. Trái lại, người có thể buông xuống được, có thái độ nhân sinh lạc quan tích cực sẽ có thể thay đổi được hoàn cảnh sống trong tương lai. Chúng ta đều biết, một người chơi cờ nếu thường xuyên đi lại thì sẽ khiến người khác vô cùng chán ghét. Bởi vậy, vô luận là trong cờ vây hay cờ vua, hễ đến thời điểm trận đấu chính thức bắt đầu thì không cho phép người chơi đi lại lại. Musashi Miyamoto, một tay kiếm khách nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản nói, tôi không bao giờ hối tiếc điều tôi đã làm. Đây chính là tâm thái có trách nhiệm đối với hành vi của mình, đồng thời cũng là một thái độ xử thế lạc quan, độ lượng. Bậc trí giả không ôm giữ quá khứ không có nghĩa là người trí thì không suy xét lại những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân mình trong quá khứ, mà có nghĩa là người trí sẽ không bị chìm đắm trong hối hận về lỗi lầm của mình. Bởi vì thời gian như bóng câu qua cửa, quá khứ đã qua đi, trầm mê trong thống khổ không phải là cách cải thiện hiện tại. Điều duy nhất mà chúng ta nên làm là phải tìm ra bài học giáo huấn từ những lỗi lầm của mình trong quá khứ và tránh không lặp lại lỗi lầm đó trong hiện tại và tương lai. Trước đây, một bác sĩ tâm thần học nổi tiếng có rất nhiều năm kinh nghiệm về chữa trị đã viết một quyển sách về cách chữa trị tâm lý sau khi ông về hưu. Quyển sách này dày hơn 1.000 trang, mô tả đầy đủ tất cả triệu chứng và phương pháp trị liệu các vấn đề tâm lý. Có một lần, khi ông được thỉnh giảng tại một trường đại học, ông đã đem theo quyển sách này và nói với các sinh viên của mình rằng quyển sách này dày hơn 1.000 trang, bao gồm hơn 3.000 cách chữa trị và hơn 10.000 thuốc chữa trị. Tuy nhiên, tất cả nội dung của cuốn sách này chỉ cần dùng 4 chữ là có thể khái quát được. Nói xong, ông viết trên bảng đen 4 chữ, nếu như, lần tới. Vị bác sĩ giải thích rằng điều căn bản làm tiêu hao tinh thần và tra tấn tâm lý con người không có gì hơn là hai chữ nếu như. Khi sự tình đã xảy ra rồi, người ta thường nghĩ về nó với nỗi dằn vặt, nếu như tôi thi đỗ đại học, nếu như năm đó tôi không chia tay với cô ấy, nếu như năm ấy tôi có được một việc làm mới, nếu như hồi ấy tôi không có lười biếng, và còn rất nhiều nếu như khác nữa trong cuộc sống. Có hàng ngàn cách để chữa trị một vấn đề, nhưng cách tốt nhất vẫn là nên thay thế nếu như bằng lần tới tôi sẽ cố gắng thi đỗ đại học, lần tới tôi sẽ không bỏ người mà tôi yêu, lần tới tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Thái độ của một người đối với cuộc đời sẽ quyết định hỉ, nộ, ái, ố của người đó. Những điều xảy ra trong quá khứ không giống như mây khói để có thể bay đi một cách dễ dàng. Rất nhiều ký ức làm cho một người dễ dàng sinh ra hối hận, thống khổ. Những hối hận này sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến chất lượng của cuộc sống và thậm chí còn gây ra các loại bệnh tật về tinh thần. Nếu một người không thể đối mặt, chấp nhận và vượt qua được thì tương lai sẽ khó có thể tươi đẹp. Trong sách Luận Ngữ Vi Tử viết rằng, vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy. Ý nói rằng những sự tình đã xảy ra trong quá khứ thì không thể làm lại, nhưng trong tương lai thì vẫn có thể sửa chữa được. Những lời nói này có ý nghĩa rất lớn khi chúng ta nhớ lại chuyện quá khứ, những thành công hay lỗi lầm trong đời, hay đang đối diện với khó khăn.
con người không nên luôn luôn hối tiếc hay cảm thấy sầu bi, thống khổ về những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, mà phải nên học được những bài học giáo huấn từ những lỗi lầm đó để sửa chữa. Đó mới là điều mà một người trí tuệ nên làm. Trong cuộc đời ngắn ngủi, cho dù chúng ta đã làm ra những sự tình sai lầm thì cũng không nên đắm chìm trong thống khổ và hối tiếc, bởi vì nó không phải là cách để thay đổi được thực tế mà chỉ làm cho cuộc sống chúng ta đen tối thêm trong tương lai, che đậy những nét đẹp của cuộc sống. Chúng ta không nên để cuộc sống hiện tại và tương lai bị sự hối tiếc chôn vùi. Đứng lên và bắt đầu lại, làm hết sức mình, đó mới chính là thái độ sống lạc quan tích cực cần có của bất kỳ ai. Nhân sinh thực ra cũng không quá phức tạp. Nghiêng mình một chút mà nhìn ngắm nó, lùi lại một chút mà chiêm nghiệm nó, ngạc nhiên nhận ra huyền cơ trong nó. Hạnh phúc tự nhiên mà đến đâu cần phải truy cầu. Cuộc sống có biết bao nhiêu thứ vây lấy thân mình, nếu không thể hiểu được thì rồi cũng sẽ bị nó nuốt chửng lúc nào không hay. Thiên đường hay địa ngục đôi khi cũng chỉ là do cách nghĩ, hạnh phúc hay đau khổ cách biệt đôi khi cũng chỉ là một bước chân. 1. Vận mệnh. Mệnh có một xích, khó cầu một trượng. Câu tục ngữ này rất có đạo lý, không cần phải chống lại một cách vô nghĩa. Ông trời từ sớm đã có an bài tốt nhất cho bạn, nên như thế nào thì sẽ như thế nấy. 2. Tiền tài. Tiền tài là vật ngoại thân, khi sinh chẳng mang theo đến, khi chết chẳng mang theo đi. Vậy thì cần gì cả đời tranh tranh đấu đấu. Biết đủ thường vui, cùng lắm thì người ta ăn đồ ngon, còn mình ăn dưa muối, miễn ăn no là được. Người ta mặc đồ đẹp, mình mặc đồ xấu hơn, nhưng miễn ấm là được rồi. 3. Địa vị. Mấy thứ này cũng không mang lên trời được. Người ta làm quan quyền quý, mình làm nông dân nghèo khổ, nhưng cuối cùng rồi cũng chui vào cái hộp nhỏ đó thôi. Không cần phân chia địa vị cao thấp làm gì, chỉ cần hợp pháp, có thể làm gì thì cứ làm cái đó. Túi không có tiền cũng không có gì mất mặt, chỉ vì sĩ diện mà tự hành mình thì tốt nhất đừng làm. 4. Hôn nhân. Nồi nào thì úp vung nấy, người nào rồi cũng sẽ tìm được ý chung nhân của mình. Vợ chồng nhất định phải nhường nhịn lẫn nhau, nhìn vào điểm tốt của nhau. Không có ai là hoàn hảo cả, nhưng tin rằng đó là sự lựa chọn hoàn hảo mà ông trời dành cho bạn. 5. Gia đình. Một bản nhạc mỹ diệu là do những nốt nhạc khác nhau tạo thành. Gia đình cũng giống như một bản nhạc vậy, phải có lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Người trong gia đình đừng trách nhau không hòa hợp, hãy tự trách mình đã trở nên lạc điệu. 6. Bằng hữu. Bạn bè muốn rời đi thì cũng không cần phải cưỡng cầu, tri kỷ thì đã không cần phải nhiều lời. Bạn tâm giao thực sự cũng không cần mỗi ngày đều phải liên hệ, chỉ cần đối phương có việc, gọi một tiếng liền đến ngay là được rồi. 7. Con cái. Con cái là thượng đế ban cho bạn một tài khoản tiết kiệm, nhưng mật mã thì lại không biết, cũng chỉ biết quan tâm, săn sóc, bảo vệ, rồi đợi đến ngày có thể rút tiền ra để sử dụng. Nhưng nếu không được thì cũng coi như là cho đi vậy. 8. Cha mẹ. Họ là người lập tài khoản, mặc dù không muốn thu hồi thành phẩm, nhưng chúng ta cũng phải uống nước nhớ nguồn, báo đáp gấp bộ. Kỳ thực đến khi bọn họ đã đi xa thì có muốn đền đáp cũng không thể được nữa rồi. 9. Hài lòng. Quay đầu lại nhìn xem, ta lái xe thì còn có người cưỡi ngựa, ta cưỡi ngựa thì còn có người đi bộ, ta đi bộ thì còn có người chống gậy đi, ta chống gậy thì còn có người không có chân, ta không có chân thì còn có người mất đi tính mạng. Chính vì vậy phải nên biết đủ. 10. Nhân sinh. Bất kể lúc còn sống là hoàng đế hay là người ăn mày, thì cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm cho tàn. Có lẽ bạn không được làm quan, nhưng biết làm người tốt. Có thể bạn không có tiền, nhưng tâm hồn phong phú thì vẫn hạnh phúc hơn. 11. Tâm tình. Cùng một cảnh ngộ, có người cảm thấy như đang trên thiên đường, có người lại cảm thấy như đang ở dưới địa ngục. Nhân sinh như một bụi hoa hồng, không có gì là tuyệt đối tốt hay xấu. Hoa đẹp lại có mang gai nhọn, chỉ là để xem bạn sẽ để ý điều gì. Trong nội tâm tràn ngập lòng biết ơn, lúc nào cũng cư xử ôn hòa, khoan dung với người khác, hòa khí tự nhiên sẽ nương theo. 12. Nỗ lực. Đừng phàn nàn rằng không có một gia đình tốt, đừng phàn nàn công việc không suôn sẻ, đừng phàn nàn không có ai hiểu mình. Hiện thực có quá nhiều thứ không như ý,
Cho dù cuộc sống mang đến cho bạn toàn rắc rưởi, bạn vẫn có thể đạp nó dưới chân và bước lên đỉnh cao. Thế giới này sẽ chỉ để ý bạn đạt đến độ cao nào, chứ không cần quan tâm bạn đứng trên vai của người khổng lồ hay là dẫm lên bao nhiêu rắc rưởi. Chỉ cần có thể bước lên được phía trước, vậy là tốt rồi. Đại đa số người ta cả đời bươn trải, theo đuổi, nỗ lực đều là vì một chữ phúc. Nhưng cổ nhân cho rằng chữ phúc ấy rất nhiều khi là do chính bản thân mỗi người tạo ra. Nó không chỉ là sự phản ánh của tâm thái, mà hơn hết còn là nhân quả của sự ma luyện và mài giũa đến thành thục. Cổ ngữ có câu, phúc nhân cư phúc địa phúc nhân cư, ý tứ rằng một người phải có phúc thì mới có thể sống được ở nơi đất lành. Hơn nữa một nơi vốn có phong thủy không được tốt, nhưng được người phúc đức đến sinh sống một khoảng thời gian thì tự nhiên hoàn cảnh sẽ thay đổi, trở thành mảnh đất may mắn. Khi nội tâm của một người là an tĩnh tự tại thì tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Nơi mà họ sinh sống cũng tự nhiên trở thành phúc địa mà mọi người đều yêu thích. Hơn nữa vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Trên mảnh đất lành ấy lại không ngừng có nhiều người cùng chung giá trị và chí hướng mà đến. Từ đó tập hợp được càng nhiều phúc nhân hơn. Nơi này sẽ dần trở thành vùng đất địa linh nhân kiệt. Phật gia cho rằng hết thảy điều này đều là quan hệ nhân quả. Nếu một người muốn trở thành một người có phúc, một gia đình muốn càng ngày càng hưng vượng thì nhất định phải gieo trồng nhân tốt, tương lai mới có thể gặt hái được quả ngọt. Để tạo phúc cho bản thân và gia đình, chúng ta cần tránh ba đường nhân quả sau. Nhân quả của khẩu nghiệp. Cuộc đời của người có phúc thường là một cuộc đời tích đức hành thiện. Họ không bao giờ tùy tiện phán xét người khác, cũng không tung tin đồn nhảm, bịa đặt gây chuyện thị phi. Bởi vì nói lời ác độc không những gây tổn hại cho người khác mà cũng đem đến tổn hại cho mình, kết cục là đưa tới tai họa. Như thế họ đã tự làm tiêu giảm phúc báo của bản thân và gia đình rồi. Người thường xuyên có khẩu nghiệp sẽ đắc tội với rất nhiều người. Gia đình của người ấy tự nhiên sẽ không được người khác yêu thích, thậm chí bị xa lánh, vận may và cơ hội cũng mất dần. Dần dà gia đình sẽ bị suy bại. Người xưa răn dạy rằng, ngồi yên tĩnh thì nghĩ về lỗi của mình, khi nói thì không bàn lỗi người khác. Trên thế giới này vốn không có người nào hoàn hảo hoàn mỹ. Vì vậy, thay vì đàm luận người khác thì hãy tu dưỡng bản thân mình. Làm được như vậy chính là vừa khiến bản thân cao thượng hơn, vừa tích được phúc báo cho gia đình. Nhân quả của tâm tham dục. Con người sống trên thế gian thật khó tránh khỏi tâm tham dục. Nhưng dù thế nào đi nữa, mỗi người đều phải biết khắc chế lòng tham của mình. Phải cố gắng kiềm nén, thậm chí trừ bỏ tâm tham đi. Một người khi bị lòng tham khống chế, thôi thúc thì làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân. Lâu dần mọi người sẽ không ai còn muốn kết giao, hợp tác và tiếp xúc nữa. Từ xưa đến nay, những người bởi vì lòng tham nhất thời mà làm ra chuyện hại người hại mình có không ít. Nhà Phật có giảng rằng phúc từ bố thí mà đến. Một người chỉ có trừ bỏ tâm tham dục của mình, cho đi nhiều hơn, thì bản thân và gia đình mới có thể đắc được phúc lành. Nhân quả của tâm oán hận. Những điều không vừa ý trong đời người có đến 8-9 phần. Do vậy trong lòng có nảy ra tâm oán trách cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng cuộc sống là những ngày dài đằng đẵng nối tiếp nhau. Nếu một người cứ mãi sống trong oán hận thì chẳng những không đem lại điều gì tốt đẹp cho mình mà còn là một sự phiền nhiễu đối với gia đình, thậm chí là những người xung quanh. Vì vậy, chúng ta hãy luôn giữ cho mình một suy nghĩ lạc quan và điều chỉnh tâm thái của mình để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi người ta không gieo trồng ác nhân thì đương nhiên cũng sẽ không gặt phải ác quả. Lực cản trên con đường nhân sinh tự nhiên cũng sẽ ít đi. Khi ấy, gia đình cũng trở nên tốt đẹp hơn, trở thành phúc địa. Có thể trở thành một người phóng khoáng, sởi lời toàn diện không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có thể làm được, vậy thì tầm nhìn và thế giới của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Nuôi dưỡng bản thân trở thành một người phóng khoáng. Không quan tâm người khác nói gì về bạn ở sau lưng, bởi lẽ những lời nói đó không thay đổi được thực tế, nhưng lại có thể làm loạn tâm trí của bạn. Tâm một khi đã loạn thì mọi thứ đều sẽ loạn theo. Người hiểu bạn, bạn không cần giải thích. Còn người không hiểu bạn, thì có giải thích cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi lẽ, ngày tháng lâu dài, không nhất định sẽ sinh tình, nhưng nhất định có thể nhìn thấu được lòng người. Con người, quý ở phóng khoáng, nhìn đời thoáng ra. Hãy luôn tin rằng, người thực sự hiểu bạn, sẽ không vì những cái có hoặc không có mà phủ định bạn.
hãy nuôi dưỡng cho tốt cái sự phóng khoáng của mình, bởi đó là một nét tính cách vô cùng duyên dáng và đẹp đẽ. Phóng khoáng là khí chất, là sự khoan dung, là một biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm bên trong. Sự phóng khoáng là khí chất dần dần được nuôi dưỡng sau khi đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, là thái độ của một người đối với nhân tình thế thái, là một biểu hiện tự nhiên trong khí chất con người, có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ ra được. Phóng khoáng là nói năng sởi lời nhưng vẫn có chừng mực, là thái độ ôn hòa, không gấp gáp, cũng không buông thả. Lúc không nên ra tay sẽ đứng im như khúc gỗ, lúc nên ra tay sẽ khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Người phóng khoáng có tư tưởng rộng mở, họ luôn có thể nhìn nhận vấn đề ở một tầng cao hơn, khiến người khác cảm thấy kính nể, giống như một cuốn sách hay vậy, khiến người ta rung động tới tận tâm can, nhìn thế nào cũng không thấy buồn tẻ. Vô vị, một khi đã mở ra đọc rồi là sẽ không thể ngừng lại được. Phóng khoáng là một kiểu nhường nhịn, không tùy tiện lấy tri thức quý báu của mình ra để thách thức sự nông cạn của người khác. Phóng khoáng là một kiểu điềm đạm, thản nhiên, xem tiền bạc danh vọng là gió thoảng qua tai, trong lòng ắt có ánh trăng sáng riêng. Khi đứng thì đường đường chính chính, có ngã cũng vẫn ngẩng cao đầu, cái gì đã qua thì không níu kéo, khi từ bỏ không hề do dự, khi theo đuổi sẽ luôn hết mình, chưa đạt được sẽ không dừng lại. Người phóng khoáng khiến người khác tôn trọng chứ không phải kính sợ. Họ chân thành với bạn bè, hiếu thuận với mẹ cha, đứng ở trên cao nhưng không bao giờ khiến người khác cảm thấy mình cao hơn người ta. Vì vậy họ càng dễ có được sự ngưỡng mộ của người khác. Họ trầm ổn, hay suy nghĩ, năng học hỏi, không ngại khó khăn, không bao giờ từ bỏ. Họ luôn mở rộng tầm nhìn, có thể nhảy cao được bao nhiêu sẽ nhảy cao bấy nhiêu, có thể đi xa được đến đâu sẽ đi xa bấy nhiêu. Phóng khoáng cũng là một kiểu khiêm tốn. Có câu nói rằng, nước rửa bình sẽ luôn đong đưa, trong ba người nhất định có một người là thầy của tôi. Người phóng khoáng sởi lời sẽ không coi thường bất kỳ ai. Họ luôn biết cách nhìn ra được những thiếu sót của mình từ người khác. Họ cũng sẽ không mù quáng mà sùng bái ai, nhưng đồng thời cũng rất biết cách học hỏi những điểm mạnh của những người ưu tú. Phóng khoáng là một loại thái độ. Khổng Tử trông thấy Tề Cảnh Công, mặt không biến sắc, đều là người bình thường cả, trong lòng không có thần, gặp người tài thì mình kết giao, học hỏi chứ không phải sợ họ, luôn luôn giữ lấy cái tôn nghiêm và nhân cách của mình. Phóng khoáng là một loại cảnh giới. Biển tới chân trời, trời làm bến, lên đến đỉnh núi tôi là đỉnh. Đứng càng cao, nhìn càng xa, tâm càng rộng, thế giới càng lớn. Phóng khoáng là một loại tài sản. Nó hòa quyện vào trong cơ thể, không ai có thể lấy đi mất. Khi bùng phát ra sẽ khiến người khác kinh ngạc, ẩn đi thì khiến đời ung dung hơn. Phóng khoáng là một hình thức tu dưỡng bản thân. Khi bực tức hãy nhìn xem đối tượng mình bực tức là ai. Bạn có thể phát hỏa với những người cao hơn bạn hàng ngàn lần, nhưng đừng bực dọc với người ăn xin dù chỉ một lần. Phóng khoáng cho thấy chiều sâu nội tâm. Người khác không thể đoán ra lòng họ sâu bao nhiêu, nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ khiến người khác nảy sinh tâm lý hoài nghi hay đố kỵ với mình. Có thể trở thành một người phóng khoáng, sởi lời toàn diện không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có thể làm được, vậy thì tầm nhìn vào thế giới của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Người thực sự có trí tuệ trước nay không bao giờ nóng vội. Thành công sau một đêm, làm giàu trong phút chốc, đó là những gì mà con người hiện đại đang theo đuổi. Nhưng người xưa lại không suy nghĩ như vậy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp được Minh Chủ, Tư Mã Ý 60 tuổi mới được trọng dụng, Lưu Bang lúc 40 tuổi vẫn còn ở huyện Bái làm đình trưởng. Bởi vậy có thể thấy, từ cổ chí kim, người thực sự lợi hại trước nay không bao giờ nóng vội. Khổng Tử nói, đừng lo không có chức vị, chỉ lo không đủ tài đức để nhận chức vị. Đừng lo không ai biết mình, chỉ mong sao mình có tài đức để cho người ta biết đến. Không nóng nảy, tâm kiên định, người có thể giành được chiến thắng sau cùng thường thường là những người giữ được sự bình thản. Thời kỳ Tam Quốc, nước Thục và nước Ngụy tranh đấu với nhau. Trong trận chiến ở Gò Ngũ Trượng, quân Thục đi đường xa đến, lương thảo vận chuyển bất tiện. Lúc đó Gia Cát Lượng đang bị bệnh, ông biết rõ chiến sự kéo dài thì sẽ bất lợi, nên nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng. Tư Mã Ý đã nhìn thấu điểm này, mặc cho quân Thục ở phía trước chửi rủa, vẫn cứ đóng chặt cửa doanh trại không ra.
Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế. Ông tặng cho Tư Mã Ý một cái váy của phụ nữ, với ý trêu chọc Tư Mã Ý, trốn ở trong thành không dám ra ứng chiến. Giống như đàn bà vậy, sao có thể gọi là hào hán được. Tư Mã Ý vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn mặc cái váy đó lên người, vui lòng nhận hậu lễ này của Gia Cát Lượng. Ở trên Gò Ngũ Trượng, hai quân Thục Ngụy giằng co cả trăm ngày, mãi cho đến khi Gia Cát Lượng mắc bệnh rồi mất ở trong quân doanh. Quân Thục không đánh mà lui, Tư Mã Ý không cần tốn nhiều sức mà đã có thể trừ đi được đối thủ nguy hiểm nhất đời mình. Bước đi trên đường đời, đừng để cho người khác nhiễu loạn nhân tâm của bạn. Kiên định, không nóng nảy, đợi cho đối thủ lộ ra sơ hở. Đó chính là thời điểm mà bạn có thể giành lấy chiến thắng. Không hấp tấp, tâm tính trầm ổn. Người thực sự lợi hại đều phải biết đạo lý hậu tích bạc phát, tức là phải chuẩn bị đầy đủ thì làm việc mới tốt. Họ liên tục cố gắng nhưng lại không nóng nảy. Họ tin rằng thành công không thể nào chỉ là một lần là xong. Muốn có được tài năng trong lĩnh vực nào, nhất định phải quyết tâm thật cao. Đại thư pháp Gia Vương Hiến Chi thời Đông Tấn chính là con trai của thư thánh Vương Hy Trì. Vương Hiến Chi từ nhỏ đã nhìn thấy được danh tiếng của cha, rất nóng lòng muốn đi ra giới thư pháp để thể hiện bản thân mình. Năm 14, 15 tuổi, thư pháp của Vương Hiến Chi đã rất xuất sắc rồi, nhưng so với cha thì vẫn còn kém xa. Ông chủ động tìm đến cha hỏi, con làm thế nào mới có thể viết chữ cho đẹp được. Cha dẫn ông đi đến sau vườn, chỉ vào một dãy 18 cái chum đựng nước rồi nói, dùng nước này mài mực viết chữ. Khi nào nước ở trong chum đều sử dụng hết, chữ tự nhiên cũng luyện thành. Vương Hiến Chi nghe theo lời dạy bảo của cha, từ đó về sau không hề nóng vội, giữ tâm trầm ổn mà nghiên cứu thư pháp. Cuối cùng ông cũng được vinh danh là Á Thánh trên thư đàn và trở thành thư thánh đệ nhất sau khi Vương Hy Chi qua đời. Đường đi cứ bước từng bước, chữ cũng từng nét mà viết, dục tốc bất đạt. Không hấp tấp, tâm tính trầm ổn, luyện tập cho thật giỏi, đường tương lai mới có thể càng đi càng rộng. Không nóng nảy, không lo nghĩ. Không nóng nảy là một loại thái độ trong cuộc sống, cũng là một cảnh giới nhân sinh. Trong Thái Căn Đảm có nói, tuế nguyệt vốn lâu dài, chỉ là người ta bận bịu mà tự gấp rút. Phong hoa tuyết nguyệt vốn là chuyện thanh nhàn, chỉ là người ta tự làm dối mình. Có người cảm thấy thế giới như luôn chạy về phía trước, chúng ta phải ra sức truy đuổi, bằng không thì sẽ bị thời đại bỏ rơi. Nhưng sự thật lại thường là, bạn càng nóng vội, lại càng giống như một con quay chuyển động không ngừng, tiêu hao sức khỏe, tiêu hao thời gian, cũng tiêu hao cả tinh lực. Hãy học theo phong thái của lạc đà, đây là một loài động vật rất bình thản, không hề vội vàng, cứ chậm rãi đi rồi cũng đến, cứ chậm rãi nhai, rồi cũng no. Nhân sinh không cần phải sốt ruột, cứ tìm đúng phương hướng, bước đi từng bước một. Không cần đi nhanh, chỉ cần đi đều, chậm rãi bước chân, hưởng thụ cuộc sống mỹ hảo. Làm người, thắng ở tầm nhìn, làm việc, thắng ở nhân cách, thua tại khôn lỏi. Nếu bạn coi cuộc sống là một bàn cờ vua, vậy thì kết cục của cuộc sống sẽ được xác định bởi bố cục của bàn cờ vua này. 1. Làm người, tầm nhìn quyết định độ cao mà bạn với tới được. Một người có tầm nhìn xa, con đường tương lai mới có thể rộng. Nếu bạn coi cuộc sống là một bàn cờ vua, vậy thì kết cục của cuộc sống sẽ được xác định bởi bố cục của bàn cờ vua này. Chìa khóa để chiến thắng trò chơi này đó là nắm bắt được bố cục của bàn cờ. Có bỏ tốt giữ xe hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn. Có một câu ngạn ngữ như sau: chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn được cái chảo rán bánh. Bạn có thể rán được một chiếc bánh lớn, nhưng cái bánh đó của bạn dù có lớn tới đâu thì cũng đều phải chịu sự giới hạn của chiếc chảo. Tương lai mà chúng ta hằng hy vọng dường như rất giống với chiếc bánh lớn đó. Có thể tạo ra được chiếc bánh lớn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc chảo mà bạn sẽ sử dụng, đây chính là tầm nhìn. Khi chúng ta đứng ở tầng 2, thứ chúng ta nhìn thấy được sẽ chỉ toàn là rác. Nhưng khi đứng ở tầng 22, thứ ập vào mắt chúng ta lại là phong cảnh của cả một thành phố. Đứng ở các tầng khác nhau sẽ đem lại tầm nhìn và tâm thái khác nhau. Con người cũng vậy. Khi chúng ta bước vào một độ cao mới, đạt tới một cảnh giới cao hơn, tầm nhìn và khát vọng của ta cũng sẽ trở nên khác biệt hơn. Những người nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm đều có tư duy khoáng đạt, họ sẽ không vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti,
cũng sẽ không vì khả năng còn thiết sót mà không chịu cầu tiến. Ngược lại, những người có tầm nhìn hạn hẹp thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình, chỉ vì một chút thất bại mà ngay lập tức sẽ hết đường xoay sở. Khi đối diện với các vấn đề thường trở nên rất bị động, thậm chí là rút lui. Trong cuộc sống, không gian phát triển của nhiều người thường bị trói buộc bởi giới hạn của chính mình, không có định hướng, không nhìn thấy tương lai và cuối cùng là thất bại. Một người muốn nên nghiệp lớn thì phải biết nhìn xa trông rộng. Đối với bàn cờ cuộc sống này, chúng ta trước hết phải có một cái nhìn thật rộng, thật bao quát. Phóng to, phóng xa tầm nhìn giúp bạn xác định hướng phát triển của sự việc, kiểm soát được cả thế cục. 2. Làm việc, thắng ở nhân cách, thua tại thông minh. Trước khi làm việc, hãy làm người trước. Nhân cách không đạt thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Đây là đạo lý từ cổ chí kim. Một người dù có thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi, điều kiện gia đình có tốt đến đâu, nhưng nếu không biết cách làm người, nhân cách kém vậy thì sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Năng lực rất quan trọng, nhưng có một thứ cũng quan trọng không kém năng lực, đó là nhân cách. Nhân cách là học lực cao nhất của đời người, là nền tảng của năng lực, là thương hiệu mà xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều. Nhân cách và năng lực giống như tay trái và tay phải vậy. Chỉ có năng lực mà không có nhân cách sẽ chẳng khác nào một người khiếm khuyết. Nhân cách tốt có thể thay đổi phong thủy xấu, nhưng nhân cách tồi sẽ làm hỏng phong thủy tốt. Dù phong thủy có tốt tới đâu thì cũng không thể nào phát huy được tác dụng. Nhân cách là giấy thông hành hiệu lực nhất, lương thiện mới là sự thông minh đích thực. Mọi người luôn sẵn sàng kết giao với những người lương thiện, tử tế, bởi họ đem lại cho người khác cảm giác chân thật, yên tâm và tin tưởng. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng từ đó mà xuất hiện. Nhân khí là tài khí, hữu nhân ắt hữu tài, có người đến ắt sẽ có tài lộc đến. Vì vậy, lương thiện chính là phúc, là sức mạnh lớn nhất của đạo làm người. Chúng ta khi làm việc, cái để dựa vào là nhân cách, còn điều cấm kỵ nhất chính là tỏ vẻ thông minh, khôn lỏi, danh vặt. Những người danh vặt có thể thành công nhất thời, nhưng tới cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Giống như một ngôi nhà, nó được tạo nên, được kiên cố là nhờ từng viên gạch, từng viên ngói. Nếu trong quá trình xây dựng rút chỗ này một ít, rút chỗ kia tẹo, vậy thì thử hỏi ngôi nhà đó có thể đứng vững được bao lâu? Nhẫn nại thì đắc phúc, khiêm nhường thì được lợi. Một sự nhịn chín sự lành. Tranh giành trong cuộc sống chỉ có thể làm bản thân trở nên cô độc. Học được cách nhường nhịn thứ tha, điều bạn nhận được sẽ là vô giá. Một người luôn thông minh tài giỏi, không hẳn lúc nào cũng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi thành công đối với họ cũng không phải là việc bất ngờ và rất ít lý do khiến họ phải tức giận. Một người khiêm tốn, họ có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình ngay cả những khi họ bị xúc phạm trước mặt người khác. Đối đãi với tất cả đều có thể bình thản mỉm cười. Người như vai họ có một tâm trí rộng lớn và luôn ẩn trong mình những tham vọng lớn lao. Họ âm thầm làm việc và bước tới thành công mà mọi người chỉ nhìn thấy khi đã có kết quả. Nhẫn nhường là một loại trí huệ. Trong dân gian có câu rằng, kẻ ngu xuẩn dùng miệng, người trí huệ dùng tâm, người nhỏ mọn tranh đấu, người từ bi không tranh biện. Về ở y nên sống trên đời, chịu khổ cũng không phải là không tốt, nó có thể giúp bạn càng quý trọng mùi vị của sự ngọt ngào. Nhẫn nại là điều cần có, bởi cuộc sống đôi khi cần biết chờ đợi. Không có sự yên lặng thì sẽ khó có được sự bùng nổ bứt phá. Bình thường không có gì là không tốt, nó có thể giúp ta cảm nhận được sự tốt đẹp và may mắn trôi qua mỗi ngày. Nhẫn nhịn không có gì là không tốt. Tha thứ cho người khác kỳ thực chính là tha thứ cho bản thân mình. Thất bại không có gì là không tốt. Nó không hủy diệt được bạn mà chỉ càng làm bạn trở nên kiên cường mạnh mẽ. Khi phải đối mặt với tình huống khó khăn, không cần phải cố gắng đạt được kết quả đến cùng mới là tốt nhất. Đôi khi lùi một bước để tiến ba bước, biết nhẫn nại cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược hay hèn nhát, mà đó chính là cách xử lý thông minh. Học được cách nhường nhịn, biết cách cho đi và bạn sẽ được nhiều hơn. Nhẫn nhịn thể hiện sự bao dung. Hãy tạo cho mình một thói quen biết nhường nhịn và bao dung người khác. Nếu nó trở thành của riêng mình thì bỗng chốc mình trở nên giàu có bởi vì mình luôn biết cách cho đi. Mỗi người đều mang trong mình rất nhiều tài sản quý giá, tình yêu thương, ánh mắt, nụ cười, sự chân thành, lương thiện. Luôn biết cúi đầu trước thiên hạ,
không màng lợi ích cá nhân và sống để được cho đi và nhiệt tâm cống hiến. Nhưng nhịn không có nghĩa mình sẽ để tất cả mọi thứ lại phía sau, mà chỉ là khiến trái tim bạn đừng quá bị nó ảnh hưởng và kiên quyết nắm giữ. Nếu được mọi thứ đều biết khiêm tốn, đó là một loại hàm dưỡng trong tu luyện. Nhường nhịn đắc phúc báo. Người xưa có câu, nhẫn nại thì đắc phúc, khiêm nhường thì được lợi. Cuộc sống không cần lúc nào cũng phải tìm cách đối đầu. Cảnh giới của một người càng cao, họ càng biết cách nhượng bộ cho người khác, luôn luôn khiêm tốn nhún nhường. Họ sẽ không tranh giành và bước đi lên con đường của người khác để giành chiến thắng cho mình. Một người khiêm tốn cũng sẽ không bám vào danh tiếng bản thân, không phải mượn các yếu tố bên ngoài để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Họ cũng sẽ không để ý đến những con mắt của người khác. Họ biết tự điều chỉnh cuộc sống cá nhân mà không bao giờ sợ bị người khác quấy rầy. Những người có quyền lực bên ngoài cũng không khiến tâm của người biết nhẫn nại bị động. Trái tim của họ đủ mạnh mẽ và tĩnh lặng, đứng trước mọi cuộc tranh luận đều có thể mỉm cười. Những người đang phải vật lộn với những cuộc tranh luận mãi không ngưng nghỉ, họ sẽ sống một cuộc đời vô cùng mệt mỏi. Phía trước sẽ là những ngày tháng ảm đạm, chẳng thể nào có được niềm vui an nhiên tự tại. Biết cách sống nhường nhịn không phải là hèn nhát, mà là một loại trí tuệ, có khuôn mẫu và cảnh giới khác nhau. Đức của người quân tử, ôn nhu như ngọc, càng mài càng sáng. Trong hội họa truyền thống phương Đông, mài, lan, trúc, cúc được coi là hình ảnh biểu tượng cho những đức tính, phẩm chất cao quý của người quân tử. Trong đó mỗi loài cây lại mang một đặc trưng riêng, mài, tượng trưng cho sự thanh khiết và sức sống mãnh liệt, như hoa mai ngạo tuyết, ngạo nghễ khai nở giữa đất trời. Lan, tuy mảnh mai nhưng ngát hương, tao nhã, thanh lịch, trúc, khiêm tốn lễ độ, chính trực kiên cường. Cúc, cứng cỏi, bản lĩnh vượt qua cám dỗ, khiêm tốn ẩn mình trước bách hòa. Trong tư tưởng Nho gia, phẩm chất của người quân tử lại được ví như ngọc quý vậy. Đức của bậc quân tử có thể sánh với ngọc. Trong văn hóa cổ xưa, nam nhân phải có nhân cách cao thượng mới được gọi là quân tử. Vì vậy khi nói về quân tử còn có cách nói là tiên hoa tống mỹ nhân, mỹ ngọc tứ quân tử, tạm dịch, hoa tươi tiễn mỹ nhân, mỹ ngọc thưởng quân tử. Trong lễ ký xính nghĩa có ghi chép lời của Khổng Tử về người quân tử bỉ đức vu ngọc yên, ôn nhuận nhi trạch, nhân giả. Ý là nói, đức của bậc quân tử cao quý như ngọc, ôn hòa mà sáng suốt, được so sánh với chữ nhân. Vì vậy có thể nói, trong cảnh giới tư tưởng của Khổng Tử, quân tử là điển hình về nhân cách và thẩm mỹ. Do đó ông đã so sánh nhân cách của bậc quân tử cũng như ngọc quý vậy. Ngọc khác với những loại đá thông thường, nó ban đầu vốn chỉ là một khối đá thô sơ, nằm rải rác ở khắp núi rừng mà không ai biết đến. Nếu không trải qua quá trình liên tục mài giũa thì không thể thành hình. Nhưng hòn đá thô sơ ấy sau khi gọt giũa thì lại tỏa sáng khiến người đời mê say. Vầng sáng tỏa quanh viên ngọc không lóa mắt xa hoa như kim cương hay vàng bạc, cũng không trong suốt, để lộ tì vết, khiếm khuyết của mình như pha lê, thủy tinh. Ngọc biết thu mình lại, đeo càng lâu càng sáng, càng đẹp càng sang. Đặc tính này rất giống những bậc cao nhân quân tử, có tu dưỡng, không khoe khoang tài năng. Do đó, quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc thực sự vô cùng chuẩn xác. Ngọc thà bị vỡ nát chứ không chịu khuất phục uốn cong mình. Điều này thật đáng ngưỡng mộ, cũng là tỏ rõ mỹ đức của bậc quân tử vậy. Người quân tử có tâm như ngọc sáng. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa thần truyền, có lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm, chứa đựng mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên, thể hiện vũ trụ quan, sinh mệnh quan, đạo đức quan về thiên nhân hợp nhất. Do vậy, khi so sánh phẩm hạnh của người quân tử với ngọc quý, tư tưởng của Nho gia còn dựa vào nội hàm đạo đức của ngọc mà đưa ra cách lý giải sâu sắc. Nho gia cho rằng, ngọc là tượng trưng cho tự hoàn mỹ thiên phú, nên con người cũng nên noi theo thuộc tính của ngọc để hoàn thiện chính mình. Khổng Tử nói, quân tử bỉ đức vu ngọc, quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân. Ý tứ rằng đức của người quân tử như ngọc sáng. Vậy nên, các bậc quân tử khi xưa ai cũng đeo ngọc, và đó là vật bất ly thân của họ. Ngoài ra, những chính trị gia và văn nhân sĩ phu thời cổ đại cũng đều học hỏi phẩm chất của ngọc, từ đó xây dựng tiêu chuẩn tu dưỡng đạo đức của bản thân mình. Còn đạo gia lại cho rằng, thánh nhân bị hạt hoài ngọc, ý tứ là dù mặc quần áo đơn sơ,
nhưng trong lòng như ngọc sáng. Câu nói này có ý khuyên bảo mọi người nên giữ tâm trong sạch, không nên đánh mất đi bản tính thuần khiết ban đầu. Trong xã hội ngày nay, mọi người đều thích đeo trang sức lấp lánh, nhưng thường quên mất cần có ngọc sáng trong tâm. Cổ nhân quý ngọc không phải chỉ vì vẻ bề ngoài bắt mắt, mà còn vì phẩm giá và đức hạnh mà nó ẩn chứa bên trong. Người xưa đeo ngọc bên mình cũng là để thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tiến thoái có lễ, có tiết, có độ. Quân tử ôn hòa như ngọc, không trọng danh lợi. Trong tập thơ Thi Kinh Vệ Phong có viết: "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma." Ý tứ là bậc quân tử nho nhã cũng là phải trải qua cắt, gọt, mài, rũa giống như là ngọc vậy. Ngọc được khai thác về cũng phải trải qua nhiều lần mài rũa mới có thể thành hình và trở nên có giá trị. Quá trình mài rũa ngọc cũng giống như sự tu dưỡng của người tu luyện. Trong ma sát tâm tính mới có thể nâng cao cảnh giới tinh thần. Quân tử ôn nhu như ngọc, dù tinh tế nhưng vẫn một lòng tuân thủ nguyên tắc và phẩm cách vốn có. Do đó, những quân tử ôn nhu dù tính tình ổn trọng, chững chạc, giỏi giang nhưng vẫn luôn giữ chí khí, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Bậc quân tử không màng danh lợi được mất, trong xử thế thì luôn suy nghĩ cho người khác, nhưng cũng sẽ không vì thế mà mềm yếu nhu nhược. Vầng sáng của ngọc thu vào bên trong, bậc quân tử có tài nhưng cũng thường không biểu lộ ra bên ngoài. Bề ngoài khiêm tốn, trong tâm chính trực, gặp việc lớn không thoái lui, gặp lợi nhỏ không tranh giành. Chỉ người như vậy mới xứng gọi là chính nhân quân tử, mới có thể xứng với phẩm chất cao quý của ngọc. Đạo đức cao thượng chính là biểu hiện của đạo, ắt có thể tạo phúc cho thiên hạ. Ngọc tại uyên tắc xuyên mị, ngọc tại sơn tắc thảo trạch, ngọc ở chỗ sâu thì nơi đó phát sáng, ngọc ở núi cao thì nơi đó có thảo điền. Cũng như người quân tử, những nơi họ đi qua sẽ được chính khí của mình cảm hóa, lấy ký đức để bao dung vạn vật, mang đến ân trạch cho khắp tứ phương. Không biết trong những điều trên, quý vị tâm đắc với điều gì nhất? Đừng quên để lại những chiêm nghiệm của bản thân xuống dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Chúng tôi sẽ rất vui và thực sự biết ơn nếu quý vị chia sẻ những điều tích cực này đến cho tất cả mọi người, để chúng ta cùng chung tay tạo ra một thế giới hạnh phúc và thành công. Trí Tuệ Cổ Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. 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 Chương trình tiếp theo.